Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức diễn đàn Thanh niên Công Thương với Pháp luật Thương mại Điện tử và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, diễn đàn được tổ chức nhằm góp phần nâng hiệu quả công tác thực thi pháp luật, giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về vai trò trách nhiệm, quyền lợi và các kỹ năng cần thiết khi tham gia vào hoạt động thương mại điện tử. Diễn đàn còn có ý nghĩa hơn khi được tổ chức để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Điều này sẽ đặt ra tiền đề cho các hoạt động tiếp theo của Bộ, khích lệ các đoàn thanh niên trực thuộc Bộ học hỏi, hoạt động sôi nổi, tích cực hơn. Thông qua diễn đàn, các đoàn viên thanh niên sẽ am hiểu hơn về chính sách, pháp luật và quản lý nhà nước về thương mại điện tử. Qua đó sẽ thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị và đưa ra những quyết định chính xác. Hành vi tiêu dùng thông minh trên môi trường điện tử. Đặc biệt, mỗi đoàn viên cũng sẽ nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật và nhận thức về ý nghĩa vai trò của Ngày Pháp luật Việt Nam. Cũng tại diễn đàn, đại diện các đơn vị đã chia sẻ về giao kết hợp đồng và chứng thực hợp đồng điện tử, bảo vệ thông tin cá nhân và an toàn thanh toán trong thương mại điện tử, tham luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử, nhận diện các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và các phương thức kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử, thực trạng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử.